Gần 200 tay đua nổi tiếng thế giới đã hội tụ tại Huế trong cuộc thi thể thao quốc tế ba môn phối hợp Laguna Lanco Triathlon 2014 được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lanco thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 29 tháng 3. Đây là lần thứ hai cuộc thi quốc tế ba môn thể thao phối hợp thi đấu liên tiếp gồm bơi, đạp xe và chạy bộ được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi năm nay quy tụ gần 200 tay đua đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có tay đua Chris Marca McCormack đã 4 lần vô địch thế giới. Tại giải Laguna Lanco Triathlon 2014, các tay đua phải vượt qua đường bơi dài 1,8 km dọc bờ biển trong vịnh Chân Mây. Sau đó, các vận động viên phải đạp xe qua các vùng đồng quê tại Lanco với các loại địa hình, đạp xe vòng qua đầm Lập An và trở về lại Laguna với chặng đường 62 km. Để kết thúc chặng đua của mình, các vận động viên phải chạy bộ với chặng đường dài 12 km. Vận động viên người Thụy Sĩ Rudy Will đã trở thành quán quân với thành tích 2 giờ 35 phút 36 giây. Ngôi vị Á quân thuộc về vận động viên Michael Murphy, người Úc, và vận động viên người Ý Massimo Cigana về vị trí thứ 3. Nữ vận động viên đến từ Cộng hòa Séc Raka Vodikova về nhất ở nội dung ba môn phối hợp nữ với thành tích 2 giờ 56 phút 44 giây. Cảm ơn vì tôi đã được thi đấu trong ngày hôm nay. Và tôi thấy con người Việt Nam rất là tuyệt vời. Cảnh sắc cũng rất tuyệt vời. Và tôi sẽ quay lại Việt Nam trong thời gian tới. Tôi rất vui vì là người thắng cuộc, nhưng còn vui hơn nữa khi được khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của Vịnh Lanco và con người ở đây thân thiện. Họ đã cổ vũ dọc đường đua làm cho chúng tôi thêm hào hứng. Buổi chiều cùng ngày, 120 tay đua Việt Nam và quốc tế đã tranh tài ở nội dung đua xe đạp 62 km tại khu vực Lanco. Bên cạnh việc thi tài, các vận động viên quốc tế đã hướng dẫn cho các học sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế về an toàn sông nước và kỹ năng bơi.